Bắc Hà Nội Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả những cổ động viên, người hâm mộ đã đến sân và cổ vũ cho hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Sau trận đấu, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng và các phóng viên báo chí và cuộc họp báo. Xin trân trọng cảm ơn. Today you see
they want to invite to our fans come to Daegu Stadium to support our players, because we have the team spirit, we fighting spirit, not only for the club, for our fans. Đối sự kiện tổ chức buổi hòa nhạc ngày hôm nay ở trước sân ấy, thì là lần đầu tiên Carabao tổ chức một cái hoạt động để mà cảm ơn sự ủng hộ của khán giả cũng như ủng hộ Carabao trong cái thời gian qua, thì đấy cũng là lần đầu tiên và được chia với người hâm mộ cái tưởng because we work we do 100% any game because we want to select who the key player for next season. That's why all our players must show for fan. I cannot submit, they must fight together the same on the line, the fair, we must win. Đối trường hợp ba đội thì thầy Liên Vô cũng thực sự cũng chưa đưa ra những dự đoán. Cái điều quan trọng là thầy Liên Vô muốn là tập trung cho đội bóng để thi đấu trận sau để cho các cầu thủ trẻ thêm trưởng thành và thi đấu hết mình, và cũng là để cho đảm bảo có tính chất công bằng của giải cho trường trẻ với các cầu thủ. Season we have the key player. We not put result too. We have like 8 national team. If you compare this season we don't have a key player. This year I have so many World Cup with all star too. Of course, next season if we want to go to the top or get champion, we must have something change a little bit. But for me, I think we have to have some meeting with the team and with the how to check our player, local player, foreigner, pre-season. That's why last 2-3 game on our player want to show to keep the on the career. Đối với cái câu hỏi của bạn thì ra thì đội bóng thì như bạn biết rồi rất là khó nói trước một giải mới thì thực sự cũng khó nói, bởi vì chẳng hạn như mùa giải năm trước thì luôn luôn có những cầu thủ chủ chốt 6-7 cán bộ chủ chốt tổng đội tuyển quốc gia mà vẫn trong tình trạng là đậm cái thứ hạng không được cao. Thế thì như vậy là điều quan trọng bây giờ là để sau kết thúc mùa giải thì thầy Đô Tô sẽ ngồi nói chuyện lại với bộ lực để đưa ra cái danh sách nhân sự cho mùa giải mới để có tính toán được, và bây giờ chủ yếu là chúng tôi dựa cho các cầu thủ chủ chốt còn lại cũng cái kinh nghiệm cũng là chuyên môn để chuẩn bị cho mình. Ok, cuối ở vòng đấu này thì là chúng ta lại có thế lực là có cái VAR, thì là không biết là ý kiến của chị cũng như thế nào về việc áp dụng VAR trong giai đoạn tiếp theo và cả một giải thế lực 2023 như thế nào. Như bộ xe idea bao giờ kết thúc VAR thì là some last round in this season and the next season. I think it is good for football Vietnam because sometimes it's a heel referee, giúp trọng tài. But the most important must check 100%. I think it's good for fair for every team. I think it's good for football Vietnam to develop. Về có ba